Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, tối qua tại quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vĩnh Yên, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình meeting chào mừng thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 15, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại lễ meeting, đồng chí Trịnh Thị Thoa, tỉnh ủy viên, chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã báo cáo nhanh kết quả đại hội. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 15, nhiệm kỳ 2023-2028 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Thành công của đại hội là động lực truyền cảm hứng để các cấp công đoàn, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động toàn tỉnh sẵn sàng bước vào một nhiệm kỳ công tác mới. Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động để thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 15. Chào mừng thành công của đại hội, tại lễ meeting, các công đoàn cơ sở đã tham gia biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, hấp dẫn, được dàn dựng công phu với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi vẻ đẹp và những thành quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chương trình thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Công an huyện Tam Dương tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo. Tại chương trình, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường được tìm hiểu kiến thức pháp luật, các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trọng tâm là hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ, thoát nạn khi xảy ra cháy tại nhà ở, hộ gia đình, nhà chung cư, nơi tập trung đông người. Đồng thời, được giới thiệu các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đặc biệt là bình chữa cháy. Các em học sinh được tham gia trải nghiệm thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy do rò rỉ khí ga, tìm hiểu kỹ thuật sử dụng dây cứu nạn cứu hộ và thoát nạn khi có đám cháy xảy ra. Thời tiết ở trường cháu mưa rất là khắc nghiệt, thì có các chú công an bên phòng cháy chữa cháy họ rất là nhiệt tình để hướng dẫn bọn cháu về các quá trình phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ạ. Thì bọn cháu thấy cái buổi hôm nay rất là ý nghĩa đối với chúng cháu, thì nó giúp cho chúng cháu hiểu biết thêm về phòng cháy chữa cháy, nó giúp cho bọn cháu được rất nhiều bài học bổ ích. Nó là một bài học rất là ý nghĩa đối với chúng cháu và chúng cháu rất cảm ơn các chú công an phòng cháy chữa cháy ạ. Buổi tuyên truyền trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ không chỉ giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống và thoát nạn khi có đám cháy xảy ra, mà còn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các biện pháp phòng cháy, hạn chế tối đa những thiệt hại do cháy nổ gây ra. Thưa quý vị, trong 12 tiếng đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Phúc Yên đã khám phá nhanh vụ án có dấu hiệu giết người và cướp tài sản xảy ra ngày 5 tháng 10 năm 2023 tại phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên. Khoảng 21 giờ ngày 5 tháng 10 năm 2023, Công an thành phố Phúc Yên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc khoảng 19 giờ 45 phút ngày 5 tháng 10 năm 2023, tại quán Tẩm Quất Lâm Tâm Như thuộc tổ dân phố Xuân Mai 1, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, chị Doãn Thị Bình, sinh năm 1983, trú tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, là nhân viên của quán, bị nam thanh niên lạ mặt vào quán dùng hung khí gây thương tích, lấy tài sản là một chiếc điện thoại di động và 230.000 đồng, sau đó bỏ trốn. Nhận được tin báo, Công an thành phố Phúc Yên đã huy động 100% lực lượng tham gia, tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức các hoạt động điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 22 giờ cùng ngày đã xác định được đối tượng gây án là Vũ Anh Tuấn, sinh năm 1981, trú tại xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Lực lượng công an đã xác định được đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Công an thành phố đã phối hợp với gia đình vận động đối tượng đến Công an thành phố Phúc Yên đầu thú. Tại Công an thành phố Phúc Yên, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Phúc Yên đã biểu dương thưởng nóng 30 triệu đồng cho Công an thành phố Phúc Yên có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Tổ
Tối qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng người cao tuổi tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023, tuyên truyền xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu. Liên hoan nghệ thuật quần chúng người cao tuổi tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 có sự tham gia của 11 đoàn câu lạc bộ nghệ thuật quần chúng đến từ 7 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh. Các đội thi đã đem đến những tiết mục đặc sắc với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống hào hùng của dân tộc, thành tựu đổi mới của đất nước, những kết quả về phát triển văn hóa, xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, ca ngợi truyền thống Hội Người Cao Tuổi Việt Nam và những đóng góp của người cao tuổi trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc, trong phong trào thi đua, tuổi cao, gương sáng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu. Các cô là những người cao tuổi cũng muốn tham gia cái chương trình văn hóa văn nghệ này để thứ nhất là vui khỏe có ích, thứ nhất là cũng vừa là xây dựng cái văn hóa văn nghệ của tỉnh để đạt chuẩn cái làng văn hóa kiểu mẫu. Người cao tuổi chúng tôi thấy rất là phấn khởi mà chúng tôi được sống trong một cái không gian coi như rất là bổ ích, vui vẻ để quên đi tuổi già. Đây là dịp để người cao tuổi thể hiện tài năng, sự sáng tạo, góp phần xây dựng đời sống tinh thần, động viên người cao tuổi tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, từ đó thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ cơ sở. Liên hoan nghệ thuật quần chúng người cao tuổi tỉnh Vĩnh Phúc năm nay diễn ra trong thời điểm toàn tỉnh đang tích cực triển khai xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu. Do đó, việc giao lưu, học hỏi thông qua liên hoan cũng là cơ hội để các câu lạc bộ tổ chức tốt hơn các hoạt động văn hóa văn nghệ tại địa phương, đặc biệt là tại các làng văn hóa kiểu mẫu. Với mục tiêu xây dựng các làng văn hóa kiểu mẫu trở thành miền quê đáng sống, có hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, từng bước tiệm cận tiêu chuẩn của đô thị. Hiện nay, các cấp ngành chức năng và chính quyền các địa phương đang tích cực triển khai chính sách hỗ trợ đặc thù của tỉnh, trong đó có nội dung hỗ trợ mô hình kinh doanh thương mại, dịch vụ phát triển theo hướng văn minh hiện đại. Được hỗ trợ vay vốn 200 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội của tỉnh, gia đình anh Trần Đăng Ngọc ở làng văn hóa kiểu mẫu Tam Quang đã đầu tư xây mở một cửa hàng tiện lợi, cung cấp các mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu của người dân tại khu dân cư. Dù mới đi vào kinh doanh chưa lâu, song cửa hàng tiện lợi của gia đình anh đã bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực. Thế từ khi mở cái cửa hàng tiện lợi này thì nói chung là gia đình cũng có một chút thu nhập. Và nói chung là mình cũng mong muốn qua đây thì được nó lan tỏa rộng hơn nữa và để làm sao cho bà con người ta luôn luôn đến đây ủng hộ đấy và tìm những cái nguồn hàng mới để làm sao cho bà con không phải đi đâu cả đấy, để làm sao đúng cái tên được cửa hàng tiện lợi. Cùng với thực hiện các tiêu chí của làng văn hóa kiểu mẫu, thị trấn Gia Khánh đang triển khai hỗ trợ vốn vay theo nghị quyết số 06 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu để phát triển các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini đáp ứng nhu cầu của người dân trong vùng. Các cửa hàng này đã và đang góp phần đưa làng văn hóa kiểu mẫu Tam Quang trở nên hiện đại, văn minh và tiện ích. Thị trấn Gia Khánh là có 2 hộ gia đình đăng ký cửa hàng tiện lợi thì hiện nay là có 1 gia đình cũng đã tiến hành triển khai bán. Đối với cái mô hình cửa hàng tiện lợi thì sau khi triển khai và đã được đi vào hoạt động thì cũng nhân dân rất là đồng thuận và đồng tình ủng hộ và cứ buổi chiều là tất cả các tổ dân phố là mua sắm thì cũng đều ra cái cửa hàng tiện lợi này thì để đánh giá cái mô hình này là rất là đạt cái hiệu quả. Cùng với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, nhất là xây dựng mô hình siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, các địa phương triển khai xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu đang phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan, tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho các hộ gia đình có các cửa hàng bán lẻ, thực hiện đúng các yêu cầu, tiêu chí theo quy định đã ban hành, từng bước thực hiện mô hình kinh doanh theo hướng văn minh, hiện đại.